Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Khoảng Trời Của Bé. Và ngày hôm nay, Khoảng Trời Của Bé sẽ giới thiệu cho các bạn một đồ chơi rất là hot mang tên là vịt nhảy hip hop. Và ngay bây giờ thì Khoảng Trời Của Bé sẽ giới thiệu qua về bộ sản phẩm này nha các bạn nhá. Đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy chính là một con vịt đúng không các bạn? Anh vịt chúng ta thì có một cái tai nghe màu cam, chiếc mỏ màu cam rất chi là đáng yêu và có đôi chân màu cam, cùng với đó là cái tay thì màu trắng các bạn ạ. Và đầu anh ta thì có thể lắc lắc nhìn rất chi là đáng yêu. Và ngoài ra thì ở dưới chân anh ta thì có một cái bánh xe có thể quay quay giúp anh ta có thể quay ở trên bàn của chúng ta. Và ngay bây giờ thì Khoảng Trời Của Bé sẽ bắt đầu cho con vịt này để nhảy hip hop nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên thì chúng ta phải lắp pin vào đúng không các bạn? Mà đặc biệt ở đây nhá, là pin của con vịt nhảy hip hop này thì các bạn phải mở ở ốc vít. Đây chính con ốc. Khoảng Trời Của Bé thì đã mở ốc vít để cho các bạn có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của con vịt này thật nhanh. Thì Khoảng Trời Của Bé đã mở ốc vít trước cho các bạn. Và Khoảng Trời Của Bé sẽ cho từng viên pin một. Thì con vịt này thì phải cần đến làm 3 ba viên pin để có thể nhảy được các bạn ạ. Đây là viên pin thứ nhất, viên pin thứ hai và viên pin thứ ba. Thì chúng ta chỉ cần đóng lắp lại. Ok, thì bây giờ Khoảng Trời Của Bé sẽ lắp ốc vít lại cho các bạn nhé. Ok, thì Khoảng Trời Của Bé đã lắp xong pin cho con vịt của chúng ta. Và con vịt của chúng ta thì gồm có 3 lựa chọn, đó là các bạn có nghe thấy không? Khoảng Trời Của Bé làm lại cho các bạn xem nhá. Nào, 1 2 3 bắt đầu. Các bạn có nghe thấy điệu nhạc của con vịt đây không? Có chi là hay đúng không? Và đến lớp thứ hai, không biết lớp thứ hai nó như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Để Khoảng Trời Của Bé sẽ xem lớp thứ hai như thế nào nhá. Nó to hơn các bạn ạ. Dạ. Mà chúng ta sẽ để ở mức vừa thôi nhé các bạn nhá. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng cho con vịt của chúng ta nhảy hip hop nhé các bạn nhá. Rất thú vị đúng không các bạn? Chúng ta này hay đến mất phương hướng quá các bạn ạ. Thank you.
Ok, thì video của chúng ta đến đây là hết rồi các bạn ạ. Thì các bạn nào mà yêu thích video thì nhớ comment và like nhá. Có vẻ như chú vịt của chúng ta còn chưa muốn dừng đấy các bạn ạ. Dạ. Ok, thì chúng ta hãy dừng con vịt chúng ta ở đây nhá. Quay lại của chúng ta. Nếu bạn nào mà muốn sở hữu bộ sản phẩm này thì nhớ comment bên dưới để đặt hàng cùng với khoản trẻ của bé nhá. Còn nếu bạn nào mà yêu thích bộ sản phẩm, yêu thích video này thì nhớ comment và lại nhớ subscribe và like để ủng hộ cho khoản trẻ của bé nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.